Theo báo cáo tại buổi làm việc, 6 tháng đầu năm 2020, nền kinh tế của tỉnh Đắk Lắk có tốc độ tăng trưởng ổn định. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 22.634 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, ngành nông nghiệp ước đạt 7.295 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 3.350 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 250 triệu đô la Mỹ. Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh với 18 dự án với tổng số vốn 916 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá với 2.250 tiêu chí đã đạt. Hiện toàn tỉnh có 627.000 ha đất sản xuất nông nghiệp và gần 520.000 ha đất lâm nghiệp. Hàng năm, tỉnh đã tiến hành trồng mới trên 2.500 ha rừng. Tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đạt 38,7%, tăng 0,14% so với năm 2019. Thực hiện việc thu tiền dịch vụ môi trường rừng, toàn tỉnh đã thu được 23,3 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch. Tại buổi làm việc, tỉnh Đắk Lắk đã kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quan tâm giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp có tiềm lực trong và ngoài nước đến tìm hiểu và đầu tư, liên kết sản xuất với hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân theo chuỗi giá trị, tham mưu chính phủ sớm phân bổ kinh phí để hoàn thành 13 dự án bố trí dân di cư tự do đang triển khai thực hiện, xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán vụ đông xuân 2019-2020, cũng như kinh phí để tỉnh Đắk Lắk đầu tư xây mới và nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi, v.v. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk cần xác định đúng lợi thế để phát triển cơ cấu kinh tế theo hướng nông lâm, ngư nghiệp và năng lượng tái tạo, chú trọng phát triển rừng theo hướng tập trung, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế cho hiệu quả cao, cũng như hướng dẫn người dân trồng và chăm sóc cây trồng theo hướng Việt Gáp sinh thái, liên kết các doanh nghiệp với người dân để sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa để tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, cũng như thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Đối với những kiến nghị đề xuất của tỉnh, đoàn công tác ghi nhận và xem xét giải quyết trong thời gian tới.